Chào mừng quý vị đang xem video Thưa quý vị, vừa chiều nay trên mạng tin tức Tencent của Trung Quốc có bài viết của tác giả Lưu Khánh Bân một nhà nghiên cứu cao cấp về kinh tế số của Trung Quốc với tựa đề 7 ngày sau khi Thủ tướng Việt Nam gặp Putin ở Bắc Kinh nhận được nghi lễ đón tiếp cao nhất Bài viết của tác giả này nói như sau Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 20 tháng 6 vừa qua mới gặp Tổng thống Nga Putin trong vòng 7 ngày lại đến Bắc Kinh cùng lãnh đạo Trung Quốc hội đàm. Lần này, lãnh đạo cao cấp Trung Việt đối thoại ở Đại lễ đường đã bắt đầu từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 theo thông cáo chính thức dài khoảng 1.000 chữ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Xét từ thông cáo ngoại giao, khuôn khổ như vậy cũng coi là hiếm thấy. Hơn nữa còn giới thiệu tương đối chi tiết những nội dung trao đổi của hai bên. Xét tổng thể, cuộc đối thoại Trung Việt lần này chủ yếu là tổng kết toàn diện mối quan hệ hai nước trong hơn nửa năm qua, đồng thời định ra phương hướng cho hợp tác tiếp theo. Các miêu tả của hai bên có thể nói là trùng khớp, điều này vừa khéo đã thể hiện một hình ảnh thu nhỏ về mối quan hệ Trung Việt phát triển ở trình độ cao. Chúng ta cũng biết là năm ngoái, lãnh đạo Trung Quốc đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Quan hệ Trung Việt bước vào giai đoạn mới cùng chia sẻ vận mệnh. Một loạt hoạt động sau đó đều là triển khai trên cơ sở này lĩnh vực hợp tác mà hiện nay Việt Nam đang chú trọng thúc đẩy là muốn tranh thủ Trung Quốc giúp đỡ xây dựng đường sắt tốc độ cao, mà chúng ta cũng có ý nâng cao mức độ kết nối Trung Việt cho nên cũng là phù hợp. Ông Phạm Minh Chính còn đặc biệt nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại cũng như lựa chọn chiến lược của Việt Nam chính là làm sâu sắc hợp tác tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc với Việt Nam, xây dựng cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ly gián và phá hoại cách lựa chọn từ ngữ của ông chính ở đây rất có ý đồ, có thể coi là nói đặc biệt cho phía Trung Quốc nghe. Nếu là trong quá khứ thì Việt Nam thường sẽ nói coi sự phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Nhưng hiện nay mục tiêu đã cụ thể hơn. Ông Phạm Minh Chính không dùng từ chung chung là phát triển quan hệ với Trung Quốc mà nói làm sâu sắc sự tin cậy chiến lược và các hợp tác thực chất. Đồng thời, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh hơn nữa còn chủ động đảm bảo với phía Trung Quốc rằng sẽ không để hợp tác Trung Việt bị ảnh hưởng bởi những ly gián suối dục. Cần nói rằng ngay sau khi Việt Nam liên tiếp đón Tổng thống Nga Putin và quan chức cao cấp ngoại giao Mỹ, câu nói này của ông Phạm Minh Chính xuất hiện rất kịp thời, một lần nữa làm rõ quan hệ Trung Việt là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, phân biệt rõ ràng với Mỹ và Nga. Vẫn là câu nói ngoại giao cây tre là đặc sắc của ngoại giao Việt Nam, chú trọng đến sự cân bằng. Điểm này khi Việt Nam xử lý quan hệ với các nước lớn thì đặc biệt rõ ràng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Việt Nam đối với Trung Mỹ Nga ba nước lớn đều nhất định là như nhau. Theo kiểu ai cũng không thân cận, ai cũng không phải sơ sơ. Kiểu này không phải là cân bằng mà là biến tướng thành tự cô lập, cuối cùng sẽ lợi bất cập hại. Nói trắng ra thì nếu như không có sự phân biệt rõ ràng cái gì là khinh trọng hoãn cấp thì trong thực tế ngoại giao sự cân bằng cũng không thể có. Philippines chính là một tấm gương phản diện rất tốt để dẫn chứng. Chúng ta cũng có thể thấy trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam thì cả Mỹ và Nga đều là đối tác chiến lược toàn diện. Về lý thuyết thì đích thực đều là ở cấp độ quan hệ cao nhất của Việt Nam. Quan hệ Trung Việt trước đây cũng ở vị trí này, nhưng từ chuyến thăm năm ngoái của lãnh đạo Trung Quốc đến Việt Nam, sau khi Trung Việt cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ vận mệnh, thì quan hệ Trung Việt là độc nhất, Mỹ và Nga chỉ ở thế đội 2. Ở trên chúng ta đã nói qua rằng, sau khi tiễn Putin và quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ, Thủ tướng Việt Nam liền lập tức thăm Trung Quốc. Đây không chỉ là tham gia diễn đàn kinh tế mà còn có ý nghĩa trao đổi thông tin với Trung Quốc. Ý đồ chiến lược của nước Mỹ đối với châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là với các nước Đông Nam Á, Trung Việt đều nhìn thấy. Đối với Nga, thúc đẩy chiến lược hướng Đông phát triển về Đông Nam Á cũng không tách rời khỏi sự tương tác với Việt Nam. Nhưng hợp tác năng lượng Nga-Việt lại không thể tránh khỏi va chạm với vấn đề Biển Đông. Lúc này nổi bật lên sự tất yếu và tính cấp bách cần có sự tăng cường kết nối của lãnh đạo cao cấp Trung Việt. Phía Trung Quốc cũng chỉ ra với ông Phạm Minh Chính rằng hai nước xây dựng cộng đồng chia sẻ vận mệnh đã phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên mà cũng có thể duy trì hữu hiệu hòa bình và ổn định khu vực. Ở đây, ý tại ngôn ngoại tin rằng Việt Nam có thể hiểu được. Từ góc độ lâu dài mà nói, ông Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc cũng là để chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi thăm viếng cấp cao tiếp theo của hai nước. Trong tứ trụ Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa được bầu chưa lâu, vẫn chưa thăm chính thức nước nào. Ông ấy cũng có khả năng thăm Trung Quốc trong năm nay để tiếp tục làm phong phú thêm nội hàm chiến lược của quan hệ Trung Việt. Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tương tự như vậy. Cuối cùng, trong giao lưu cấp cao Trung Việt, thăm viếng của tứ trụ là không thể thiếu. Năm nay vẫn còn nửa năm nữa, các giao lưu cao cấp như ông Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc về sau này sẽ chỉ có nhiều lên chứ không giảm đi. Sau khi lãnh đạo Trung Quốc và ông chính hội đàm, ngoại trưởng Vương Nghị và ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn cũng đã có hội đàm để trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cả hai bên cùng quan tâm. Điều này khiến chúng ta nhớ lại khi ông Putin thăm Việt Nam đã từng nói, đối với cục diện địa chính trị châu Á Thái Bình Dương, cách nhìn của Nga và Việt Nam là tương đồng. Cách nói đó Putin cũng từng nói với Trung Quốc. Nhưng ngôn ngữ chung giữa Trung Quốc và Việt Nam có lẽ nhiều hơn giữa nga với việt nam việt nam vừa muốn tích cực tham gia vào quản trị toàn cầu lại vừa muốn phối hợp hài hòa hơn với trung quốc hơn nữa do tồn tại quan hệ về giá trị quan nên đây chính là định mệnh để trung việt khi triển khai giao lưu cấp cao sẽ luôn có ý nghĩa chính trị đặc thù điểm này rất khó xuất hiện trong quan hệ của việt nam với các nước khác từ góc độ này lấy giao lưu cấp cao để thúc đẩy hợp tác thực chất hai nước vừa khéo là một ưu thế độc đáo của quan hệ Trung Việt và cũng là hạt nhân cốt lõi của mối quan hệ này. Quý vị thân mến, trên đây là toàn văn bài viết trên mạng Tencent bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung Quốc đặt trong bối cảnh Việt Nam vừa liên tục đón tiếp Tổng thống Nga và quan chức cấp cao của ngành ngoại giao Mỹ. Bài viết này cho chúng ta thấy cách nhìn và tâm lý của người Trung Quốc như thế nào sau khi Việt Nam thực hiện các hoạt động cân bằng ngoại giao như vừa qua. Nổi lên đặc biệt ở bài viết này là ta thấy tác giả bài viết có sự tự hào rằng quan hệ Việt Trung đã vượt lên trên quan hệ Việt Nga, Việt Mỹ, dù rằng về lý thuyết thì cả ba mối quan hệ đều có danh nghĩa là đối tác chiến lược toàn diện. Điều này dẫn chúng ta tới một suy luận đơn giản là uy tín và vị thế của Việt Nam đã ngày càng cao. Bởi lẽ, nếu không như vậy thì tại sao một đất nước có truyền thống tự phụ, trung tâm vũ trụ như Trung Quốc lại có những chuyên gia cảm thấy tự hào khi quan hệ của họ với việt nam có mức độ cao hơn quan hệ của việt nam với nga và mỹ ngoài ra cũng có thể thấy một điều nữa là chuyến thăm vừa rồi của ông putin đến triều tiên và việt nam dường như đã chạm đến một cái gì đó của trung quốc họ có vẻ không thích lắm với điều đó cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại